Với nhu cầu huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Vingroup và các công ty thành viên đã có nhiều đợt huy động trái phiếu trong thời gian gần đây. Trong nửa đầu năm 2020, ba công ty con của Vingroup là Vinhome, Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh và Vincom Retail huy động được tổng cộng là hơn 15.000 tỷ qua kênh trái phiếu. Cuối năm 2019, Vinfast cũng đã hoàn tất huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu. Công ty mẹ Vingroup hiện có dư nợ trái phiếu chỉ 6.000 tỷ đồng. Được biết, trước đây Vingroup đã từng huy động vốn rất thành công trên thị trường quốc tế. Giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2019, tập đoàn đã thực hiện được 17 giao dịch huy động vốn từ các tổ chức nước ngoài với tổng số tiền là 7,6 tỷ đô la Mỹ, bao gồm vốn vay và vốn cổ phần. Đặc biệt là năm 2018, số tiền Vingroup huy động từ thị trường quốc tế lên đến 4,4 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu cho các đơn vị thành viên là Vinhome và VinFast.